đang có chồng vẫn làm đám cưới với người khác nữ nghệ sĩ Việt giờ ra sao? Nữ nghệ sĩ Việt này cho biết cuộc đời của cô như một cuốn phim kịch tính và cũng nhiều nước mắt. Thúy nga là một trong những danh hài được khán giả Việt Nam và hải ngoại yêu thích. Cô là học trò của danh hài Minh Nhí cùng thế hệ với các tên tuổi như Việt Hương, Hành Thúy, Cao Minh Đạt. Ngoài vai trò diễn viên, Thúy Nga cũng là một người dẫn chương trình duyên dáng, dí dỏm. Năm 2012, cô đạt danh hiệu Á Hầu Phu Nhân Người Việt Thế Giới. Tuy nhiên, Thúy Nga cũng phải trải qua nhiều biến cố và thăng trầm trong cuộc sống, đặc biệt là trong chuyện tình cảm và hôn nhân. Thúy Nga sinh trưởng trong một gia đình có học thức, tuy vậy bố mẹ cô đã sớm được ai nấy đi, khiến cô thiếu vắng tình thương của cha. Cách đây hơn chục năm, Thúy Nga âm thầm kết hôn với một người đàn ông tên Nghĩa ở Mỹ. Sau đám cưới, Thúy Nga về sống cùng chồng và gia đình chồng, nhưng cả hai sớm nảy sinh mâu thuẫn do khác biệt văn hóa. Sau đó, cặp đôi quyết định xa nhau để xem xét về cuộc hôn nhân của mình. Nữ nghệ sĩ trở về Việt Nam. Trong khoảng thời gian đó, Thúy Nga nảy sinh tình cảm với một người đàn ông tên N, để rồi mù quáng giao hết tài sản cho ông này. Thúy Nga rút hết tiền trong ngân hàng đưa cho bạn trai làm ăn, chấp nhận thế chấp căn nhà của mình lấy 6 tỷ để ông vay đầu tư vào dự án ở Bà Rịa Vũng Tàu. Khi phát hiện ra mình bị lừa, tổng số tiền lên đến 7 tỷ đồng, Thúy Nga sợ ồn ào, lại muốn lấy lại tiền nên đã tổ chức đám cưới với người đàn ông này. Đám cưới của Thúy Nga khi đó là một sự kiện nổi bật trong làng giải trí phía Nam, thu hút sự góp mặt của nhiều ngôi sao đình đám. Tuy nhiên, ít ai biết rằng cả hai chưa đăng ký kết hôn vì lúc đó Thúy Nga vẫn đang là vợ hợp pháp của người khác. Sau đám cưới, Thúy Nga và chồng hờ, mỗi người một ngà, Thúy Nga quay lại Mỹ và âm thầm sinh con gái Nguyệt Cát. Cô trở lại Mỹ để sống với người đàn ông tên Nghĩa. Cô năn nỉ chồng hờ trả lại tiền, tuy vậy 5 năm sau đó, người chồng này tiếp tục dùng danh nghĩa chồng của cô để đi vay mượn tiền khắp nơi, khiến uy tín danh dự của cô bị ảnh hưởng. Thời điểm đó, Thúy Nga quyết định công khai toàn bộ sự việc trên mạng xã hội và với truyền thông để ngăn chặn người khác trở thành nạn nhân của ông Nờ. Tiết lộ này đã gây nên một cơn địa chấn trong giới showbiz. Sau đó, giữa Thúy Nga và ông Nờ xảy ra cuộc khẩu chiến căng thẳng trên báo chí và thậm chí đe dọa kiện nhau ra tòa. Tuy nhiên, vụ việc khép lại khi ông Nờ đồng ý trả lại sổ đỏ căn nhà cho Thúy Nga với điều kiện cô phải thay ông thanh toán mọi khoản nợ còn lại. Sau đó, Thúy Nga trở về Mỹ sinh con gái Nguyệt Cát Cô khẳng định Nguyệt Cát là con của anh Nghĩa chứ không phải con của người chồng hờ tên N. Đến nay, Thúy Nga sở hữu ba căn nhà tại Mỹ có cuộc sống sung túc, yên bình. Nữ nghệ sĩ chăm chỉ làm Youtube, dẫn chương trình và kinh doanh. Ở tuổi U50 nhưng danh hài vẫn giữ được nhan sắc trẻ trung, tươi tắn.